đầu là đấm đầu à. Lấm ghét cái đây rồi. Chào cả nhà nhé. Hello, chào cả nhà. Bữa nay mấy anh em mình sẽ dỡ cái cống quyền thoại của mình. Sao đây? Hello anh Quý. Chào. Anh Thiết. Ngày nào cũng thế. Ngày nào cũng vậy. Hai anh em ha, người chiên bên ha. Nhóc luôn đó. Phải không? Mò mò cây đạp cái cây dưới trầm cho nó không khác ra nó bị chốc cái gì vậy? Bóp quay lại. Có trời ba cái đổ có gì chị em được. Nè, mình dỡ gì phong là ngày mai mình lộn chiều nay dỡ nửa được rồi đó. Tối là tối không. Tối dỡ cái nữa. Tối 7 giờ dỡ. Xiết khô. Nước xiết ha. Cái này ra ha anh Quý. Ừ. Chiếc này mai nó hết. Chở bên cá sạch luôn. Thôi cá sạch chỉ lóng cá sạch. Dướng đầu hả vậy? Dướng đầu. Cá bự lắm. Thưa quá à. Rồi nâng lên sang. Bánh còn không? Duy trì nữa nè. Được rồi. Đó. Thôi duy trì dưới ta. Tay chị. Ê cá vô tay kìa. Gì lắm cá nha anh em. Cái giớt mình chạy gương ngục mình chạy như vậy thì cái lưới này hơi cỡ nào? Thôi tới đó được rồi xong ơi. Cái gương gì mà lọt ta? 5 phân. 6 giờ luôn. Trời đổ đá vậy. Ừ. Thả ra mà. Cắn nó trời. Mà tối anh em cũng gạn được mới rồi cả nhà. Để bên kia. Đây chắc mua hũ thêm quá anh Quý. Hũ đủ ủ hết trơn rồi. Hũ phi á. Phi không biết được số lượng muối. Đâu có đâu, phi 200 lít thì nó có bao nhiêu? Hũ bao nhiêu lít? Thôi bả dữ không? Kéo bánh kéo bánh luôn đây. Chịu đó. Không lấy cái vợ cái thao lại. Nó còn hơn nhân lý. Cá ngon không đó? Cái thao đi. Cá chín lầu đó là cá bự không có lời. À, xong. Trời. Trắng cái này là cá chiếc ra. Đúng rồi, đúng rồi. Bỏ thao kìa, trong này bỏ thao chỗ ơi đi chung. Sao đây hồi hộp quá cả nhà ơi. Nè tiếng xuồng lên. Sao không kéo. Còn đáng bị đắng rồi. Để sang nghịch cho vô trong này xong coi. Dạ cá gì nó bự kìa. Trời trời cá nằm dưới đó cái bự. Hôm nay cá phi lượng ít nè, có gặp năm rồi ha, hứng cái này ha lo mấy. Năm rồi nhiều hơn đó ha. Rồi dữ lắm. Đâu? Nè, hai con nè. Lưới thì em thưa mà sạc không bị được. Cái sạc tiễn mà. Cái sạc này lựa đi Hàn Quốc mà. Trời ơi cá ơi trời ơi. Tụi em nấu cơm mà hồi mời anh Quý anh thấy ăn cơm nha. Gì vậy? Anh không nhậu đâu. Mời anh Quý anh thấy ok. Xong chưa anh Thiết? Thiết ơi. Xong chưa? Còn cái nữa. Khi bắt đầu ngốc luôn rồi. Rồi có xuồng kìa. Cá này bữa nào mình cũng gạn vậy mà nó còn chết ha. Dưới bắt đầu chút xíu luôn ngập. Rồi nó chết kìa nhóc chơi nè mấy ông ơi. Nước quá giờ. Bị dịch quậy quá.
mình cái là mình rửa mình đủ được ha. Trời ơi trời, từ 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 Niếc ơi. Ôi có cá lóc nữa kìa. Để thao ngoài đi. Cá lóc bà kia có không? Không quá. Mình ướt thôi. Dỡ lên mà. Ồ, có gô người ta. Cái gô bự bắt đầu rồi trời. Rồi cá nó cá lựa tôi đúng rồi. Rồi dân thao luôn. Bây giờ là cá thao kìa. Rồi, cái gì? Thôi. Ê, cá lóc bự nghe, con cá lóc bự nghe. Cá khủng khiếp chưa? Cái này mấy khạp mấy không? Rồi, sao mình lựa anh bò, để anh bò hay sao? Chim nổi không? Kéo lên luôn hả? Đem nó đây nè. Đi em lần. Kéo nó này nè. Từ từ, từ từ. Mở dây coi. Từ từ anh em ơi, từ từ anh em ơi. Từ từ đó. Không lết đâu. Cái chừng đó. Chạy xuống cây thôi, xuống cây. Rồi mới. Chạy xuyên không nổi á. Thôi chừng có cá chê, cái bọng có chừng tay chừng nha anh em. Nè, tiếp coi. Nè. Trời trời. Trời ơi. Trời. Chân sát. Trời ơi, cá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con cá bự à. Anh thấy nào giờ nhỏ lớn em mới thấy luôn đấy. Còn giữ hơn cái hàm cá của em nữa. Rau đổ ra hay gì lấy đồ xúc chứ. Đồ lụm ra sao? Lụm đi. Bây giờ bây giờ mấy cá bự mình để vô sọt mình giọng đi. Xu bay luôn em. Có lóc kìa, cá bự nữa kìa. Lóc. Lấy đồ ra đựng hết lên mấy anh em ơi. Hai con luôn. Hai con rồi đó. Hai cái lóc rồi đó. Lấy thùng bê kìa. Thùng bê không hết đâu. Thùng bê đựng cá lóc chứ. Có cái giọng đâu. Ở cái giọng mình đâu? Cái giọng đựng cá lóc đâu? Cái đồ bự mình để cho cái dèo lưới đi. Ai làm xong lượm cái lóc đi. Cái lóc chắc lòi cứ thôi. Cái còn lóc không? Con chưa rồi. Nó đâu có lúc bệnh đấy. Có thể làm sao với dạng nó sống. Quá ngon mọi người. Cá phi nhiều. Mấy con này giọng dưới không? Ôi ôi. Cái lóc bự nè. Đây cái lóc bự đi. Bỏ bỏ đi. Hai con sao? Chưa còn nữa rồi. Không. Cái chơi vàng đâu? Cái vàng nằm dưới đó kìa. Cái giò này á. Cảm giác như thế nào? Đây nè xong. Cảm giác thật là sung sướng. Sao mở mẹ tôi khúc này đi, hồi cuộc lại. Lẹ quá trời nhiều không mở. Buông đi, buông. Buông buông buông. Mở không? Bác kìa. Mở cái đi, mở cho bự đi, dễ bắt. Ai da. Còn cái lóc không còn nữa mà. Trốn rồi dưới đó. Đây mới con điềm dưới rồi, buổi sáng mà nhiều đó cả nhà. Tối nay thấy cảnh nữa nè nghe. Đây con nhỏ nữa nè. Đâu ừ. Chiều nay mới xiết giữ. Chiều nay mới giữ anh đi. Quy. Xiết nếu bự mà hết luôn đó. Rồi rộng rồi. Cái này cỡ 100 kg không? 100 kg á. Đúng lên đây nè. Cái này cá bự không mà cá tiễn mà cá nhỏ lọt hết trơn cả nhà. Đợi gác không à, xúc dưới này sạch nè. Hột sọt vô sang, hất vô à. Vô. 1 2 3 vô. Ba con. Để chích xuống này mày. Đi được gò đấy vô ra đi. Vô. Đổ đâu? Vô. Không bây giờ mình cá bự mà. Mình chạy điện mình ủ luôn chứ. Cái đó hồi chạy điện ra lựa cá bự lại. Thôi vậy tôi lại banh tấm mũ đi, nè em đổ vô đi. Sắp đổ vô luôn. Hấp hấp mơ ngơ gác nó ra coi sang. Thấy cái lóc thì vô ba con thôi. Còn nó dễ dẫn lượng hết rồi. Hết rồi. Còn nó nhảy lượng rồi. Còn là nó hiện hình này. Ừ. Ừ, anh Hùng nằm trên cái lá ủ đó, dạch ba đó, hồi rồi có đó. Vô góc này một con. Nè.
2, 3. Rồi, dữ lắm đây này. Cho thêm luôn đó. Ồ, con cá nó ngon kìa. Mập lù trắng phiêu. Mê bắt cá xuồng trôi luôn. Nè, vô cái nè. Vô nè. Chuẩn bị đi. Nè, vô cái vô thêm con lóc nè. 1 2 3. Tay chân không đó. Bắt đầu. Trình tự ra không có. Nằm dưới hả? Nãy không xúc vô cái không có con lóc phải không? Cá phì cá phiếu nè. Sợ sợ trên 100 kg luôn đó nha. Trên đó tàu này cũng 2 mấy ký gì đó. Đi không nổi rồi. Vô. Vô. Cầm tay chết à. Chết đi. Ồ, cái con mày à. Đúng đợi cái rô không lọt lưới ha. Bự. Ở đây con nè, cái này còn dữ hơn nè. Ôi. Đây con nè. Cái này. Ê, đi ra khiên khiên ra đẩy mình đổ đợi nãy xong rồi. Trăm cái cá luôn á. Lựa mấy cá bự mình đổ nha. Xong. Ừ. Rồi. Đây. Đi. Lắm cá mà. Thứ gầy rồi chưa nổi không? Mà tấn lại đi. Đổ đi. Nhảy, nó chuột nó nhảy ngoài á. Bắn mấy cá bự giọng đi. Ừ. Đây đây mấy đằng kìa đắng ngoài hả? Ê đứng bay kìa, đứng bay đắng lên. Ừ ừ. Ồ có cái vô mà chịu nổi. Tôi đợi nó cho nó đụng đó. Rồi. Rồi. Đây đó. Nó mệt ở đây chú ơi. Nó vàng lúa xuống lúa. Nó đụng nó có bự vô cái bự rồi nè. Kéo cây đó nữa. Ừ. Rồi, con nhảy vô cửa luôn. Tấm bên này nữa là xong. Ơi, qua dữ. Cá thì vô kinh khủng thiệt chứ. Ngồi cháy miếng lưới à. Tấm vô vòng. Dạ. Nước này ra nhiều hơn nước được trước. Nước được trước cứ ra mà không bằng con nước này. Quá trời cá. Hồi anh em mổ mình ủ luôn. Được cá bự mới mà mắm á. Ừ, cá bự đó. Ừ, mắm. Cá tươi xanh ha, mập lù lù không ha. Chàng ơi. Dính luôn rồi. Đổ vô thao về thì đổ không vậy? Đó, cá bự nè. Cá bự nè. Rồi đổ xuống dưới rổ cái trời ơi. Nó chết. Đó, 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 hả? Ừ. Nước độc quá chết á. Trời, mình giọng đi chiều mình tính. Đem ra xong nè. Đem xong ghê quá. Vô ghê. Đó. 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 Con cá nó kìa. Cái gì vàng kìa? Bắt kìa. Tao kiến kìa ta sang luôn. Tao kiến sang nãy nhóc chân rồi. Giờ nó trà lỗ luôn hả? Lỗ. Qua trời cá. Còn nước hôm nay đi. Cá hôm nay không có cá mè nhiều. Nè, nắng gắt như vậy là nó rút xuống hết trơn luôn nè. Ừ. Ngồi năm rồi, năm rồi cá mè. Lưỡi cá bự đi, trộn đi. Trời cá chốt kìa, trong nóng gắt kìa. Chị đi lắm rồi. Hết chưa? Hết rồi. Trống cá gì ghê trời. Cá hồi đám núi nè. Câu kiến. Ý là mình không làm hôm nữa ha. Không có cá phi gì nước chảy ra, chảy đâu có lội nổi. Nước cá xít. Nó đứng lại là nó lên lại á. Ừ. Này được lưới hai phân vừa bắt cá rô nhiều lắm. Cá chốt hết luôn ha. Cá bự mình làm khô đi. Ăn sao? Cá bự làm khô luôn xong rồi, để dành Tết ăn xong rồi. Ha. Về gửi người những mớ mớ anh em mình chia nhau ăn rồi để về khỏi nè, đêm nay có ra nhỏ thì uống mắm của cá bự còn khô nè, mình giọng cái đi cho nó đừng cái sình đâu, mình chiều mình sẽ ơi ơi gì vậy giết sợ khỏi phóng sinh hả, cá này có hầm thôi anh em làm cho tôi đi dở dớn. Cái này có hành thả xuống 3 năm nữa là cứng ngắt
ba năm nữa. Ba năm nữa mới tát ha. Hiện để dữ lắm đẻ. Rượu uống không tệ. Uống chứ. Cái con này bỏ hả? Bỏ. Bỏ. Cái này cái vô mề nó bự rồi cả nhà. Đó còn con kìa. Nó nằm ở dưới á. Bắt nó rồi bỏ người riêng đi để. Nhìn con nào cũng bự chứ. Con nào bự chưa hả? Con nào cũng như con nấy. Nó nằm ở dưới con nhóc trơn ở dưới á mấy ông. Ê, cái vỗ mình cào luôn. Thử cào cái vỗ á. Chạy gì vậy ta? Nó có bự đó. Đây nè. Nè nè cái này đưa đưa nè. Cái này mập ha. Cái mập luôn, cái mình phun luôn. Nè cái này. À, này mình ngồi mình sẽ làm ủ tới chiều luôn có mấy ông. Quá trời rồi. Cá bự á, mổ bụng cái nhỏ khỏi mổ. Không có nhiều ruột chứ. Dạ. Tại nổ ở đâu có cá nhỏ đâu mà. Giờ là mình phải đặt hũ thêm mà chứ không có đường nào mà ủ nổi hết trơn á. Năm hũ mình đầy rồi. Rồi được rồi. Cá chết ủ đi. Ừ. Rồi, anh em mình tranh thủ làm cả nha, rồi để mình ủ. Đúng rồi. Giờ lúa chia sẻ cả nhà cái cách ủ nước mắm của anh em lúa. Riêng của anh em lúa không biết có ngon hay không thôi nha. Giúp chân nó đổ vô đây luôn nè. Sao ta để đâu? Để đó luôn hả? Để đi. Chân nghe bể nha. Vậy, mình để trên đây nè. Kê tiếp kìa. Dạ. Ba xong chịu không nổi kìa. Trời ơi nhẹ hả? Nhẹ. Trời ơi trời. Đây nè, muối nè. Lấy muối đi cho đây. Đây, đủ cái lùi cho này đi. Còn có cặp khử à. Đổ cái vô đây. Phải đổ muối không chú không? Có muối nữa. Bên đây bên đây. Đây, để đâu muối vô. Đổ muối lớp muối vô cho. Muối không? Muối trước cái tô xanh có trống không? Bữa một coi nha. Mấy tô? Tô một đi. Cho lên tô. Rồi đâu rồi lại đi. Mình để cho nó ráo nước rồi cả nhà. Mình đổ trước đây sang coi, lại ơi. Tại sợ cái thao nó còn đọng nước ở dưới á. Có nước vô nó hư á. Tại vì nghe người lớn nói vậy đó. Có nước vô không được cả nhà. Mượn cái tàu ơi. Cái khổ mắm mình á mà có nước mà mưa vô là nó cũng hư luôn nha. Sốt bụi ta. Tại vì mình không biết cách làm mắm á, nếu cách làm mắm chứ làm là dữ lắm ngon luôn á. Chừng. Đâu luôn. Đúng luôn. Rồi cho hai tô muối, đặc biệt. Thơm ngon. Tới giọt cuối cùng. Qua đây đi. Để dắt muối. Đâu đây. Thôi khỏi chà, để xẹp xuống đi. Anh chắc muối hả? Kìa bên sang kìa sang. Muối sang thôi. Vô hết đi. Bên đây mấy tô nữa nhớ không? Dự mấy tô nữa sang ba tô ba tô nữa hả? Đủ chưa? Ba tô đủ chắc chưa? Ba tô chín tô chín tô chín tô được rồi tô trên ký luôn. Trời nó phịch lên đó là dừa đó rồi thơm. Con này luôn đi. Anh em đặt thêm hũ rồi cả nhà chứ không đường nào chứa hết rồi. Hũ luôn đi nha. Đó em. Bụm nó cho. Cái vô đồng đùi đi nha. Cái hũ này muối chiên một cái. Bây giờ ngán dữ lắm rồi cả nhà. Cá bự mỗi bụng mổ bụng còn cá nhỏ mình không không mổ. Rồi muối lên. Mấy tô ta? Hai tô à. Hai dưới là ba. Hai tô nữa đi. Ba tô đi. Hai tô đi còn lớp cá nữa. Rồi lớp cá lên nữa mình cho 5 tô rồi đó. Rồi cho cá vô nữa mình cho vô xong đi. Tô đây, tô nữa cho trên 3 tô nữa chút tô. Trên 3 tô hả? Trên 3 tô hả? Mình ấy một chục ký á cả nhà, chục ký muối. Dư. Đấy, nãy mà con. Phải. Sắp xanh dẻ xuống.
cầm lên lắc ra xem. Nhẹ nhẹ nha, tét nha. Rồi. Đừng tét đó. Đó. Thôi đi rồi. Lắc xuống đi. Đủ không? Lắc xuống không? Nó còn xẹp nữa. Ừ. Xẹp hả Phật? Xẹp. Xẹp. Đây. Cá này mình mổ ruột rồi sạch sẽ mà. Chị hồi nãy lúa nó lộn hả? Lộn gì mình sắp cá lên không? Thêm không? Giật mình thêm thôi ha. Ừ. Ê, mình lấy cái gì úp lại cho đừng có rùi bụi nha. Rồi, 5 hũ rồi đó. Để chỗ khác, để quay cắp. Này mấy tô, Sang, 2 tô hả Sang? Đủ rồi đó, Sang, lại. Đủ không? Ừ. Đủ 3 tô không Sang? 3 tô đó. Đủ không? Anh đây à. Rồi, niêm phong nha. Niêm phong. À, vậy là không bao giờ có nước mưa vô. Còn một em đây. Đó, cả nhà mình ủ kính vậy nè. Không có nước mưa vô, không có co rùi nhặn gì vô nha. Cái đó mình bịt lại. Rồi ngày mai mình ủ thêm. Hiện tại bây giờ anh em chiều nay là làm thêm mẻ nữa đó cả nhà. Còn một xuồng cá nữa không? Còn một xuồng nữa, cá nữa. Còn có hai gạp nữa cả nhà. Hai gạp nữa. Đẩy cái đó lại luôn. Chồng lại coi vô lọt không ta. Thử mới vô cái bọc nó bụng lại. Vô cái thau hay hơn ta. Đẩy thau đi cho cá nước đi. Chồng rồi. Chồng rồi. Chồng rồi. Chồng rồi. Chồng rồi hả? Chồng rồi hả? Nhỏ hơn cái lâu. Đây mình để lên cái thau đi đẩy. Hay là mình đổ vô cái bọc luôn ta. Lũng à, lũng à. Gai đâm lũng. Gáo nước nè. Gáo nước mình để cái thau rồi mình chùm lại. Ừ. Thôi, bây giờ anh em lúa nghỉ ngơi chút xíu cả nhà. Chiều nay mình tiếp tục. Mình kiếm thiệt nhiều khạp về nhà mình nấu, mình gửi cho gia đình mình, xóm làng của mình. Rồi, hẹn cả nhà clip sau nha. Bye bye cả nhà.